Chào quý vị các bạn, thông tin đáng chú ý là tuần tới, Nam Bộ sẽ xuất hiện những trận mưa trái mùa đầu tiên trong mùa khô. Dự báo mưa xảy ra vào 3 ngày, từ thứ Tư đến thứ Sáu, tập trung nhiều ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cục bộ sẽ có những điểm mưa to từ 25 cho đến 50 mm. Trước dự báo này, bà con miền Tây chủ động nạo vét kênh mương, tích trữ nước mưa bằng túi trữ nước hoặc là những ao nước nhân tạo, sử dụng cho thời kỳ cao điểm hạn mặn sắp tới. Còn trong ngày mai, ngày đầu tuần, Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành miền Đông trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Bên miền Tây, bao gồm thành phố Cần Thơ thấp hơn một chút, từ 30 cho đến 32 độ. Về diễn biến bão số 9, dự báo trong những ngày tới, bão sẽ đi ngược lên phía Bắc, dòng ra ngoài khu vực Bắc Biển Đông rồi suy yếu dần. Hoàn lưu của bão tiếp tục gây thời tiết rất xấu cho các vùng biển phía Bắc nước ta từ nay đến thứ Ba tuần sau. Cảnh báo huyện đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh từ cấp 7 đến cấp 8, sau đó tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Còn các vùng biển phía Nam bao gồm huyện đảo Trường Sa, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang, thời tiết tốt lên, gió nhẹ, biển êm, tầm nhìn xa trên 10 km.